Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm bài tập AutoCAD ha. Thì tôi đã tải lên dưới cái video này cái giáo trình AutoCAD 2007 á. Thì bạn mở cái giáo trình này lên. Bên phía dưới của cái giáo trình này á, ở những cái trang cuối là trang số 93 này ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục như làm bài tập. Thì cái video này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm bài tập số 5, số 6 và số 7 đây ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ làm bài tập số 5 này đây. Bài số 5 đầu tiên chúng ta sẽ làm cái hình 5.a này đi ha. Rồi thì tôi sẽ thực hành trên cái phần mềm AutoCAD 216 ha. Thì nó cũng tương tự như cái AutoCAD 207 thôi ha. Tại chủ yếu là tôi sử dụng các phím tắt á. Các phím tắt thôi chứ tôi ít sử dụng các thanh công cụ trên trên ribbon ha. Rồi thì cái bài tập trước tiên bạn phải phân tích cái yêu cầu đề bài ha. Tôi sẽ vẽ cái hình này có chiều ngang là chiều dài đây 111 và chiều cao lên là 93 đây ha, chiều rộng là 93 đây. Sau đó tôi sẽ vẽ hai cái hình tròn có hai bán kính 24 và 39. Rồi tôi vẽ ha. Đây vẽ hình chữ nhật thì đánh chữ REC rectangle enter. Rồi tiếp tục tôi click một điểm bất kỳ. Rồi sau nữa sau đó tôi nhấn cái chữ D là nhập vào đây cái khoảng cách này ha. Rồi tôi sẽ làm lại, tôi sẽ vẽ ở gần cái thanh command cho bạn sẽ thấy là những cái lệnh command ở dưới này ha. REC enter. Rồi click một điểm bất kỳ. Sau khi click xong thì tôi nhấn cái chữ D này, bạn thấy chưa? Có chữ D là dimension này, kích thước nè. D ha, D đây, enter. Rồi tôi sẽ nhập cái chiều ngang, chiều dài nãy là 111, thấy chưa? Enter. Chiều cao lên là bao nhiêu? Chứ chiều rộng lên là yêu cầu đề bài là 93 đây ha. Nhập đây con số 93. Đây 93 đây, enter. Click chuột trái. Rồi tôi đã xong cái một cái hình, hình chiều ngang là 111, chiều cao lên là 93. Tiếp tục ta vẽ với cái gì đây? Hai cái hình tròn là cái bán kính là 24 và 39 này, ở hai cái góc này thấy chưa? Rồi 24 và 39. Hình tròn thì nhấn chữ C, C là circle ha, enter. Tôi click vào góc đây, tôi nhập bán kính là 24, 24 enter. Rồi tôi enter lần nữa, tôi nhập lấy lại cái lệnh circle. Click vào đây làm cái tâm. Tôi nhập bán kính của cái đường tròn này là 39. Enter. Rồi xong rồi ha. Ta sẽ thực hiện cái việc mà cắt bỉa những cắt tỉa những cái phần dư á. Thì ta sử dụng lệnh trim là TR. TR trim nha. Rồi enter một lần nữa. Tao tổng cộng tôi enter vừa enter hai lần rồi ha. Tôi chọn những cái phần nào thừa là tôi cắt bỏ đây. Lấy trục trái. Lấy trục trái, lấy trục trái. Lấy trục trái, lấy trục trái. Lấy trục trái, lấy trục trái đây. Rồi, enter kết thúc lệnh trim. Rồi sau sẽ thực hiện đo kích thước như thế này. Đo hai bên và đo cái bán kính này ha. Đo kích thước thì sử dụng lệnh là DLI. DLI đo đường thẳng là trim liner ha, enter. Rồi ta chọn một điểm ở đây. Click một điểm thứ hai là ở tâm của hình tròn ở đây, rồi kéo ra, thấy chưa? Enter, click đầu đây. Click vào tâm của hình tròn trên đây, kéo ra. Rồi. Bán kính thì chúng ta sử dụng lệnh dim radius ha, RA. Thấy chưa? Enter. Rồi ta chọn cái bán kính cái cung tròn ở đây, click chuột trái. Tôi click ra ngoài để nhập cái bán kính vào đây ha, bán kính đây. Rồi, enter lặp lại lệnh gần nhất là tôi chọn bán kính đây, ra ngoài đây. Thấy chưa? Cái R24, cái là R39, R là bán kính đó ha. Rồi, tôi đã xong cái hình 5A rồi, tiếp tục ta tới hình 5B là hình bên tay phải nè ha. Hình này đây. Rồi. Hình này cũng đơn giản thôi, tôi sẽ vẽ những cái đường như là 30, 80, 120. Rồi, ta sẽ vẽ. Thì trước tiên bạn sử dụng lệnh line là đây. Enter click một điểm bất kỳ. Để có đường thẳng thì bạn nhấn cho tôi cái phím F8 ha, F8. Bây giờ đường thẳng rồi. Ta nhập vào là kích thước 30, enter. Kích thước xuống là bao nhiêu? Xuống là 80. Đây, 80 đây, enter. Kích thước ngang là bao nhiêu? 120. Thấy chưa? 120, enter. Lên lại 80, 80. Enter, chiều ngang là 30. 30. Enter. Rồi, enter nữa kết thúc ha. Đây là cái hình chúng ta. Rồi tiếp tục cái hình nó yêu cầu đây. Chúng ta sẽ vẽ lên một cái đường tròn có bán kính là R30, bạn thấy chưa? Rồi. Thì cái hồi nãy là chúng ta sẽ vẽ cái gì đây? Chúng ta sẽ vẽ là cái đường tròn bán kính là 30. Cái này tới này chúng ta có nhiều cách ha. Cái này chúng ta có nhiều cách đây. Giả sử như tôi làm như vậy đây ha. Tôi lỡ cắt cái điểm như thế này. Thì tôi nhấn L. Lên like tôi vẽ thêm một cái đường ở giữa nữa. Nói hai điểm này lại ha. Rồi enter. Sau đó tôi vẽ cái đường tròn ở tâm của cái đường tôi vừa vẽ là circle C, circle đây. Tôi di chuyển đến tâm của cái đường tôi mới vừa vẽ này, thấy chưa? Đây.
có cái hình tam giác màu xanh lá cây đó, midpoint là trung điểm nè, lên trục trái cho tôi nhập bán kính là 30, enter. Rồi bạn thấy chưa, sau đó tôi thực hiện cái lệnh trim thôi. Chưa, trước tiên hiện lệnh trim thì tôi xóa cái đường ở giữa đi, chọn nó, nhấn phím delete hoặc là tôi nhấn chữ E, E là eraser ha, enter, xóa. Rồi lệnh thực hiện lệnh trim là TR, enter, enter lần nữa, à tôi enter hai lần ha, tôi chọn đây. Rồi bạn thấy chưa, giống như cái hình mẫu của chúng ta rồi ha. Đó, hoặc là chúng ta còn một cái cách nữa là giả sử như thế này, tôi chọn này và tôi nhấn xóa đây, E xóa đây, do tôi chọn đây xóa, chọn đây xóa, tôi dịch là enter, tôi vẽ hai một đường liền luôn. Rồi sau đó tôi thực hiện cái lệnh vẽ đường tròn C, enter, lít và tâm của cái trung điểm của đường thẳng đây ha, lít trái, nhập bán kính là 30, enter. Sau đó tôi thực hiện lệnh trim là cắt tỉa TR, enter, tôi enter lần nữa, tôi chọn đây cắt, chọn đây cắt, enter. Bạn thấy chưa, cách này thì nó nhanh hơn, chúng ta cũng xong hình này rồi. À, chúng ta đo, thực hiện đo thôi, DLI, enter, lít đây một điểm, lít đây một điểm, rồi enter, lít đây một điểm, lít đây một điểm. Rồi trường hợp sẵn đây tôi nói luôn, chúng ta có thể sử dụng lệnh đo liên tục này, giả sử giờ tôi xóa này đi, đo liên tục là DCO, enter, tôi chọn cái đường đang dang dở ha, chọn đường này đây. Rồi thấy chưa, tôi đã đo liên tục, thấy chưa, tôi chỉ cần lít như thế này, nó cắt đường nó sẽ liên tục, nó sẽ xong, nó sẽ liên tục như thế này ha, nó không bị đứt nét, thấy chưa. Đó là cái công dụng của lệnh DCO, là đo liên tục, enter, kết thúc lệnh DCO. Rồi tôi sẽ đo các đường bên hông, là tôi sẽ gọi là DLI, DLI đây ha, enter, lít đây điểm, lít đây điểm. Rồi enter là lệnh gần nhất, lít hai điểm, lít đây điểm. Rồi bán kính thì ta thực hiện lệnh DRA, dim radius, enter, chọn cái cung tròn bán kính đây, lít đây là nhập vào đây cái R30, thấy chưa. Rồi R30. Rồi chúng ta đã xong cái bài tập số 5 này ha, 5A, 5B. Tiếp tục tới bài số 6 đây ha. Số 6 thì chúng ta sẽ vẽ cái này đây, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là lệnh vác tròn, là lệnh fillet ha. Fillet là để vác hình cung tròn như đây, có chiều dài là bao nhiêu. Bạn sẽ thấy nè, cái này thật ra nó kết hợp của cái gì, cái chúng ta có cái tổng cái chiều dài là 160, đúng không? Nhưng mà các bạn tưởng tượng đi, đây chúng ta giả sử như đây chúng ta có một cái đường tròn, đường tròn bằng cái đường kính là 80 này, mà thấy chưa, đường kính là 80 đây đó, đây cũng là cái đường tròn, đường kính là 80, thấy chưa, đó đường kính là 80. Rồi thì tại cái vị trí này nó chiếu xuống nè, tại vị trí này chiếu xuống đây thì cái khoảng cách này chỉ là 80 thôi nè, thấy chưa, nghĩa là hai cái bán kính đường tròn một bên nữa đây là bên 80 nè, thấy chưa, bên đây 80 thì bên đây, xin lỗi, bên đây 40 ha, bên đây 40 và bên đây cũng 40 đó, nghĩa là cái đường này chúng ta có thước là 80 nè, thấy chưa đó. Rồi tôi sẽ vẽ cho các bạn hình dung ha. Rồi tôi xuống đây tôi vẽ như thế này đi, giả sử tôi xóa mấy hết này đi, tôi chọn Ctrl A, tôi chọn hết, sau đó tôi nhấn delete hoặc là nhấn chữ E xóa hết. Rồi tôi thực hiện vẽ một cái đường thẳng là L, enter, tôi vẽ một cái đường thẳng có kích thước là 80 ha, nhập 80 đây, nhấn phím F8 ra đường thẳng nha, enter, kết thúc lệnh. Rồi 80 đây, sau đó tôi thực hiện là copy song song khoảng cách là 80, thì tôi dùng offset ha, o là offset, enter. Rồi tôi nhập vô đây cái khoảng cách giữa hai đường thẳng này song song nha là 80 này, cho nhập vô đây, enter. Rồi tôi chọn đường thẳng, cái trục trái. Rồi tôi sẽ chọn hướng xuống hoặc là hướng lên, tôi chuyển hướng lên này, cho rồi hai đường thẳng này có chiều dài, enter, kết thúc lệnh offset. Hai đường thẳng này có cái chiều dài là 80, thấy chưa, khoảng cách giữa hai đường thẳng cũng là 80 luôn. Rồi sao nữa, tôi thực hiện cái bo tròn của hai cái đỉnh đầu của này thì làm sao, thì tôi thực hiện lệnh fillet là F ha, F là fillet này, thấy chưa, enter. Rồi trước khi thực hiện lệnh thì tôi sẽ nhập bán kính, bán kính thì bạn lít trục trái và chữ radius này, hoặc là bạn nhấn cái chữ R nè, chú ý cái chữ màu xanh mà tôi màu xanh dương đậm đó, là cái chữ đó là chúng ta được quyền nhấn phím tắt ha. Giả sử giờ tôi muốn chọn cái này thì tôi lít trục trái cũng được, hoặc là tôi nhấn chữ R, thấy chưa, R viết qua viết thường gì cũng được, enter. Rồi tôi nhập vô bán kính, bán kính của cái đường tròn này, cái đường kính này là 80 thì tất nhiên cái bán kính này là 40, bạn thấy chưa, cái bán kính này là 40 rồi, thì tôi chọn cái này là tôi nhập vô đây là bán kính là 40, thấy chưa, enter. Thì đường kính 80 tất nhiên là bán kính là 40 rồi, tôi chọn cái đường đầu tiên, tôi chọn cái đường thứ hai, sau đó tôi thấy chưa, nó đã tạo được cái cung tròn như thế này. Cái cung tròn này thực ra là nửa của đường tròn có bán kính là 40 ha. Rồi tôi nhấn enter, lặp lại lệnh gần nhất, tôi chọn đây, tôi chọn đây, enter, xin lỗi không cần enter, nó cũng đã xong rồi. Rồi tôi thực hiện đo cho bạn xem, DLI, enter, rồi lít ở đây,
xin lỗi, nó đo hai đỉnh đầu, D là Y, Enter, lít vào đây, lít vào đây, thấy chưa, 80, Enter là bạn lên gần nhất. Tôi chọn cái xuất hiện hình tam giác nó, chưa, nó bắt vô trung điểm của cái đường cung ha, cung 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 tròn ha, lít trái, qua đây cũng bắt vô trung điểm, nó mới hiện cái hình tam giác màu xanh lá cây, thấy chưa, lít trái. Rồi xong cái hình bài số 6, thấy chưa. Cái bài này chúng ta học thêm một lệnh mới là lệnh fillet ha. Rồi tiếp tục chúng ta tới cái Ctrl A nhấn nghe delete xóa bài số 7. Bài số 7 thì chúng ta có hai hình đây, 7A và 7B ha. 7A đây, 7B này thì chúng ta sẽ thực hiện cái vẽ thực hiện cái bài cái chức năng là chamfer ha, là vát vát góc nhọn đây là chamfer đây ha. Rồi. Cái này chúng ta có 4 trục. Và giả sử như tôi vẽ cái hình một cái hình vuông có cái hình vuông có kích thước là 100 đi thì sao? REC còn vẽ đường line cũng được, bốn đường line 100 gặp lại, hoặc là tôi vẽ cái hình chữ nhật mà có cái tước 100 là hình vuông ha, đích một điểm bất kỳ. Sau đó tôi nhập khoảng cách ha, khoảng cách giả sử tôi xuống hình comment gần đây đi, REC Enter, đích một điểm bất kỳ. Sau đó tôi nhấn cái chữ D là cái dimension ha, đích chiều trái hoặc là đánh chữ D, D đây, Enter. Rồi tôi nhập cái chiều ngang 100, Enter, chiều rộng 100 luôn, thấy chưa, Enter, đích chiều trái, tôi sẽ được một cái hình vuông. Thấy chưa? Tôi sẽ thực hiện lệnh chamfer. Tương ứng với bài này là cái ở giữa là 40 và hai bên nó mất tiêu một khúc thì 100 trừ 40 thì ra được 60, nghĩa là chia 2 nghe, mỗi bên là 30 ha. Rồi 30 thì tôi nhấn lệnh chamfer là như thế này đây. Tôi nhấn chữ tôi di chuyển xuống gần xíu dưới. Rồi, tôi nhấn lệnh chamfer ha, CHA. Chamfer là vắt góc nhọn đây ha, vắt cạnh đây, Enter. Rồi trước khi tôi chọn cái hình thì tôi nhập vào đây cái distance nè ha, khoảng cách, nhấp chuột trái hoặc còn nhấn chữ D ha, nhấn chữ D, bạn nhấn trên đây cũng được, trên cái màn hình màu đen cũng được, hoặc bạn nhấn trên dưới thanh command chữ D đây cũng được ha, cách nào cũng được, Enter. Rồi tôi sẽ nhập, đầu tiên là tôi nhập cái vắt cái cạnh đầu tiên nè ha, chưa, first là cái chữ của cạnh đầu tiên, nó first, thấy chưa, tôi vắt là bao nhiêu, 30, Enter. Cạnh thứ hai tôi cũng vắt là 30 luôn, thấy chưa, 30 luôn, Enter. Rồi tôi chọn cạnh thứ nhất vát 30, lấy chuột trái. Cạnh thứ hai tôi cũng chọn vát 30, lấy chuột trái, thấy chưa. Góc này là cái cạnh này mỗi bên nó thụt vô là 30 ha, thụt vô tính từ đâu, tính từ đây nè, tính từ đỉnh của hình vuông tôi tới cái phần thụt vô là 30. Bên đây cũng vậy, tính từ đỉnh của cái hình vuông cho tới cái cạnh vát này cũng là 30 luôn ha. Rồi tôi chọn Enter lặp lại lệnh gần nhất, tôi chọn cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, Enter, cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, Enter lặp lại lệnh gần nhất, cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai. Rồi xong, tôi đo theo D, L, Y, Enter, lít vào đây, 40. Rồi giống kết quả chưa, giống như cái bài 7.A rồi ha. Tiếp tục, cái 7.B này là chúng ta vẽ gì, chúng ta cũng vẽ một cái hình vuông có cái kích thước là 100 và tôi vát như thế nào, thì cái ở dưới đây nè, cái đầu tôi vát đầu tiên thì tôi vát là bằng số 50 luôn, thấy chưa, 100 chia 2 thì mỗi bên vát cho 50. Còn cái vát theo cái chiều này á, à, tôi sẽ vẽ cho các bạn xem ha. Giả sử như tôi vát từ đây vô đây là 50, thấy chưa, tại mỗi bên 50, tổng cộng 100 thì bước chân là mỗi bên 50 là cái cạnh thứ nhất. Còn cạnh thứ hai là tôi vát từ đây xuống đây, giả sử như tôi vát cái này đề không cho, giả sử như này tôi vát là 20 đi ha, cạnh thứ hai tôi vát là 20. Rồi tôi sẽ vẽ như thế này, đầu tiên là tôi vẽ cái hình vuông có kích thước là 100, REC, lít vào một điểm bất kỳ, tôi nhập chữ D, Enter, nhập kích thước 100, chiều ngang, nhập kích thước chiều rộng 100 luôn, Enter, ra được hình vuông, lít chuột trái. Rồi lấy vát là CHA, Enter, cái cạnh đầu tiên thì tôi vát thì tôi phải nhập vào chữ gì, chữ D để nhập khoảng cách, D, Enter. Cạnh đầu tiên tôi sẽ vát là kích thước là 50 ha, nãy tôi nói rồi, chiều ngang là 50 nè, cho dưới đây chiều ngang là 50, Enter. Chiều rộng lên là tôi vát là 20 ha, chiều rộng lên là cái chiều bên hông này, thấy chưa, bên hông này nè, 20. Rồi Enter, tôi chọn cạnh thứ nhất vát 50, cạnh thứ hai vát 20, thấy chưa. Rồi Enter lại lần nhất, cạnh thứ nhất vát 50, cạnh thứ hai vát 20, Enter. Chọn cạnh thứ nhất vát 50, cạnh thứ hai vát 20, Enter. Cạnh thứ nhất vát 50, cạnh thứ hai vát 20. Rồi kiểm tra coi hình tôi làm đúng ha. Rồi ha, chưa, giống như hình tôi rồi, tôi đo cái thước D, L, Y, lít đỉnh, lít đem đầy điểm, hay chờ 100. Rồi 7, giờ chúng ta đã xong cái hình 7B rồi ha, rất là đơn giản nhanh đây. Rồi ta nhìn lại cái hình thôi ha. Đó,
Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video bài tập tiếp theo.